tạ nhũ hai màu của Milan Shop đây mọi người nhá. Chất vải dạ nhũ này hay còn gọi là dạ kim tuyến vì có các cái sợi kim tuyến dệt cùng sợi dạ đây nhá. Caro là hai màu trắng và đen, 3 size SML nhá. Giả túi nắp này. Và bên hông này này, có túi thật luôn mọi người nhá. Quần váy này. Trong là quần và thêm vạt giả váy nhá. Đều có lót ở trong này. Khóa sau nhá. Khóa sau đây. Hàng có sẵn tại Milan Shop.